Ôi chịu Ồ, nguyên nãy đó. chưa ra đón. Hello, chào cả nhà. Nãy giờ là mấy chị em mình Đang đi đi chơi, rồi đi đi hái lê tùm lum hết trơn rồi. Bây giờ mới đi ra vườn Nhung Hà cả nhà ơi. Vườn mùa thu rồi, vàng hết trơn rồi. Không có gì, nhưng mà cũng có một ít để mấy chị về ăn lấy thảo rồi nhà ơi. Không có nhiều, cũng có ít hết cả nhà ha. Let's go, đi hái thôi mấy chị chưa ơi. làm cho Ra vườn mở cổng, vườn ơi, mở ra. View. Rồi. Vâng ơi. Xin mời mọi người. Vâng ơi, vâng ơi. Vâng ơi, mở ra. Phiêu. Rồi đi vô trong. Hái cải đi mấy chị ơi. Cái này là hái cải, cải nào em cho cải cây, đi. Cải cây, cải cây, cải cầu vồng. Hái trước còn hái sau. Cải cầu vồng. Dạ, cải này đó hả? Pick up them. Cái này là cải cầu vồng. Làm nhiều màu á. Là chị hái này nè. Xem lá vậy nè. Chị hái gì nè. Đó. Chừa lại cái đó. Dạ. Đó. Yeah. Đó. This one. Thao tác. Thao tác. Quy gì vậy? Vô vô cái thì hái đi. Đó. Trong này đó. À, bút nó luôn hả? Đúng biết chợ luôn. Mango pit. Sao nó dài vậy ta? Mango pit. Korean leaf. Ờ nó. Hai ba lá gì đó nhỏ nhỏ giữa cho em là nó lên nữa. Vậy đó. Vậy đó. Không dám mà bạo lực. Đó. Cái cây này nó đẹp quá hả? Nó một là màu màu gì ha, màu vàng ha, màu cam, màu cam, màu gì, màu cam, màu đỏ cho hay quá vậy. Cầu vồng là vậy hả? Dạ, cầu vồng nó rất nhiều màu đó chị, nên là người ta gọi là cầu vồng. Rồi, trời ơi, tôi thấy cái này tôi không muốn nói cầu vồng mà tôi muốn nói cầu hôn. Chị Lan nhớ hái chị Lan ơi. Đó chị Lan hái cải cầu hôn đây. Chị Hiếu vô hái thường biết không? Hôm nay chị không hái hả? Không tiền ông nào không tới sẽ cầu hôn mày. Ở trên mạng rồi. Giờ tao nói có điềm nha. Mình chừa lại 3-4 cây đi ha. Dạ. 3-4 cây. Cầm cái lá nào bự bự chị hái đó. Lá bự bự chị hái đó. Còn lá nào chị thấy nhỏ nhỏ thì chị chừa lại. Đó cái lá trắng nó bự thì bự luôn nha chị. Cái lá đó và lá cái bên nữa luôn á. Bự dữ lắm luôn á. Đó đó, lá đó, lá đúng rồi, đúng rồi. Lá nó bự rồi, bự luôn. Đó. Ok. Rồi đi. Đằng sau chị á có cải kìa. Cải cây màu, cái này là cải cây màu đỏ, còn cải chị đang hái là cải cầu vồng. Gọi tiếng Mỹ họ gọi là sweet short. Dạ. Rồi đây là cải cây nè, để em hái một ít cải cây tặng mấy chị nữa. À. Cà rốt, bên kia là cà rốt nhưng mà nó đang lớn. Cái này củ gọi là gọi là gì ha? Cải đỏ hả? Parsnip. Parsnip. Dạ. Dạ, vô hái chị. Mà nó không héo á, chị hái còn cái lá héo thì thôi. Đó, trái này hả? Dạ, trái đó bự nhất á chị. Đó. Tại wow, chị Hiếu trái bí đó. Xem bên đây. Ở trong nhà em còn nguyên một dãy bí á, chả ông yên tâm. Ồ, cái này cải để ăn xèo đúng rồi. Ôi, đảo hả? Cái là bí ngồi. Trời ơi. Ờ, làm sao trị nó ha? Bắt nó dục thôi. Em còn không biết sao trị nó luôn. Cái gì vậy? Con ớt, thấy không? Thấy không? Con ớt hả? Đâu? Nó nhảy rồi hả? À. Mấy cái cây mọng tơi nó đi tôi hết trơn rồi chị ơi. Ủa, còn cái này là cái gì? Củ cải chị. Củ cải. Dạ. Củ cải này mình sắc lầm được chưa ha? Chị nhớ là ba chị ba củ bự bự không? À, đó, sắc lầm đó. Cái không, chị xào nấu gì đó, đại gì đó. Vậy hả? Dạ. Thấy nó cứng cứng thì nó giòn hồi nọ chị mới nói là sắc đâu chua. Chua cũng ngon nữa. À, dạ. Đó. Chua cũng ngon nữa. Bên kia nhiều cải bự. Dạ, cái lá bự bự nha chị, hái hết rồi chị. Đó. Hái thì nó mới ra cái mới thôi em. Dạ đúng rồi chị. Ở đây em có trồng được cái chi rau cần cua. Em không thấy. Ờ, hả? Mà chắc. Yes. Hả? Sao đấy? Chị đưa cái vỏ cho em chị. Rồi, vỏ đây. Từ từ đợi em chút. Em hái salad rồi em đi qua.
chị quá chị Lan à, chị Thủy, chị Lan hai mấy cái lá vòng vòng dùng em đó, hai cái lá à, thằng em của em trồng cái này tốt lắm nè, đó mấy cái lá bự này hai vòng vòng rồi để ở cái được nguyên cái mùa luôn đó, rồi đúng rồi chị bẻ cái lá vòng vòng đó đúng rồi. Nó tép ra là nó đã xong rồi nó ra lại nữa. Ừ đúng đó. Ăn hoài, ăn nguyên cả mùa luôn. Ăn hoài vậy đó. Nếu mà chị bẻ thì nó ăn hoài. Đúng. Còn mà chị hái nguyên một cây chăng được có lần à. Đúng. Nên là em hay bẻ vậy nè tặng bạn bè. Ăn hết mùa luôn á. Ăn hoài luôn vậy đó. Oh wow. Nó trồng xà lách là nhất. Ăn nguyên cái mùa hè. Dạ. Lá ngon. Thế em hả? Đúng rồi. Hái ra nó ra nữa. Chị. Ừ. Xong rồi đi trong kia có mấy trái dưa leo nữa. Rồi nói chung là em để dành mấy chị một bọc dưa leo ở trong nữa. Rồi mấy chị chia nhau. Chị nói dưa leo hơi em cho mà chị làm hư á. Giờ chị nghĩ rồi. Rồi dưa leo á, nó có nhiều loại, cái vỏ, có loại vỏ nó đắng hết. Ngồi vậy. Ừ, thành ra chị nghĩ chị làm xong nó bị bụng. Làm rất là kỹ. Dạ. Ừ, mà vẫn bị, mà nó bị bụng. Rồi, trời ơi, một rổ rồi. Một củ. Cái này chính nghĩa nó gọi là gì em? Hai. À, hình như là cái gì đó em không nhớ tên là parsnip thì phải. À, mấy chị ta? 5 chị đúng không? Rồi, 5 củ tặng 5 chị 5 củ. 5 củ cải. Ê, ghê, mình nhổ 5 củ cải mình tặng mấy chị. Rồi đi vô chị. Đi vô luôn nha, chị Lan. Ồ, vô lại bé em bù à. Ok, great. Ok. Yes, no problem. You're welcome. Tặng, ông xã tặng mấy chị mấy cây tre. Đây nè. Cái đó là em trồng gì ha? Ồ, vậy một rổ được rồi. Dạ. Giờ hai chị em mình dạ tìm mấy chị tìm cái trái nào bự chị hái cho chị. Tại giờ đây cuối mùa rồi cũng hot rồi chị, mấy bữa mấy chị lên quá chừng luôn. Ôi, em thấy đường trái mình đây nè. Đây chị mấy cây rau nhà chị cũng ngưng, không có tưới nữa. Tại vì nó có bắt đầu giờ khô nó lạnh rồi. Rồi nó lạnh mình tưới nó tưới còn nó lạnh thêm. Dạ nên em cũng đâu có tưới. Rồi. Chị. Okay, chị rổ. Đây. Rổ hả? Rồi. Đây con trái chú, con trái này bự nè. Hai trái này ok nè. Yeah. Bộ chị nhớ lần trước mấy chị lên không trái gì đâu mà quá chừng luôn. Đi con trái để này nè. Nó nó tàn rồi. Tàn rồi. Ú cái gì rớt vậy? Ôi nó đó. Ú trái nó đẹp đó hả? Ồ nó đó. Con trái trắng nè. Ồ thấy nè. Đó. Hai trái luôn. Lo vô hái yeah. Luôn. Vui quá. Ôi trời ơi, trước mắt luôn. Ăn ơi, trước trời ơi, trước mắt chị Lan luôn. Trời đất ơi. Chị Lan thông cảm, chị Lan đem mắt kiến. Đẹp. Ôi trời ơi. Ô má ơi, đây con trái nè, mày không thấy luôn. Đó. Ơi. Wow, Dung Hà. Trời ơi. Trời ơi. À, đây có trái nữa nè. Đó, đứng đây rồi. Nè. Dung Hà ơi, Dung Hà. Giỏi quá. Trời ơi. Đó, banh cũng có trái, hay ha. Có vỏ. Thấy không chị? Thấy trái nào bữa không? Ôi trái này đã nè không hái. Trái này không hái. Mấy chị vẫn còn đang lạc ở mê cung chưa có ra khỏi vườn Dung Hà nữa. Chị có trái bự lắm chị đây nè. Nó. Bầu hồ lô. Đó, bầu hồ lô. Cái này mình hái mình quay phải không? Sao? Không ăn á chị, ăn như bầu gì đó chị. Hái sao quay cũng được chị. Ơi sao tôi nghi họ làm có cái kéo đó, không? Nãy chị quá. Có cầm kéo không? Không cầm kéo. Ồ được rồi đó, giỏi dữ. Ủa đẹp quá. Để xem bên đây có một trái. Ủa, em nhớ. Trái như cái hồ lô đẹp rồi. Đây nè. Trời ơi trái bự quá trời luôn nè. Wow. Màu rất đẹp đó. Trời ơi đây nè. Đó. Trời ơi. Chị hái chị. Trời ơi đã quá. Đó. Mình quấn hồi cho nó đứt. Dạ. Không đứt thì mình bực luôn đó. Ê chị đây có trái bự lắm, qua đây. Trời ơi trái này cũng bự nữa nè. Wow, con gì cạp rồi nhưng mong sao đó chị ha. Hiếu chị Hiếu trái nhỏ bên kia. Đó. Còn chị Lan với lại chị Thủy thì
chia đỡ này đi ha. À, rồi, chó đó. Cho Kim Lan luôn. Chim Kim Lan. Kim Loan. Chị Loan. Chị Loan. Chị Loan. Chị cắt kéo đâu? Em không trời có kéo. Không. Trời ơi, ngắt luôn đi chị. Miễn. Trời sao chị Nghi nó đai luôn quá. Cái bàn tay tàn bạo của chị quá. Không sao thì nó cuối mùa rồi chị. Không được em ơi. Hả? Bực luôn. Bực luôn như nè. Đó. Thà bực luôn còn hơn. Bực luôn. Thà nó chết lời còn hơn đó. Đó. Rồi. Yeah. Loan có bầu, Hiếu có bầu. Đó. Dữ không? Chị Lan hôm nay không có bầu. Đi, chị Loan. Đó. Trời ơi, được ưu ái hái. Dạ. Thích ha. Qua đây nữa nè chị. Có mấy trái bên đây nữa nè. Hai ba trái gì đó em nhớ. À đây 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 có trái nè. Đây chị Loan. Chị Loan, đây nè. Hả? Trên đây nè. Wow. Đó. Ngó vậy chứ mày phải ngó cái đàn vàng của đây 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 chị Loan. Đó. Đó, đang cháy nè. Đó, thò dậy. Đó. Đó, có trái đây nữa nè. Đây đây, cái trái nữa, trái nữa, trái nữa. Đó. Đó, nói gì nói cũng có dưa leo hái ha. Ôi, bữa hôm còn đẹp hơn nữa. Bữa hôm quá chừng luôn ha. Cái này mà tao mới không bầu mà nó có bầu mà tao mày khiêng. Nhớ tới câu ai ốc mình đi đổ vỏ. Dạ. Cái này bự hái chị, tại vì giờ nó cuối mùa chị không hái nó hư uổng. Đúng. Là cái này lấy mai mốt em bỏ hay là em nó ra trái nữa hay là em không, trồng mới? Bây giờ là nó hết ra nổi rồi, giờ chỉ được trái nào thì mình hái trái đó thôi à. Đây là ống nước mà ta lon. Vàng hết rồi. Anh về anh uống ống nước này nha, thấy không? Vàng hết trơn rồi. Nhà ta có chút xíu mà, cái sân có chút xíu mà mày. Thì đó, làm cái gian trang trí. Hả? Dạ. Still. Ok. Ôi, 20 trước. Chị. Ớt này ngon. Dạ. Công nhận ăn ớt ấn tượng, không cay, ngọt. Dạ. Cái này hết hai hết luôn cái chậu này. Chậu này chưa chín. Đây, hai trái này nè, ngon nè. Đó, chặn mấy chị hai mấy trái nữa. Chị. Trái su su á. Thôi được á, tao lên tao trồng cho mày cây rồi trái được á. Đây, tặng chị hết cái cây ớt chuông này nè. Tặng mấy chị hết cái cây ớt chuông này hả đi chị. Dạ. Ủa trời ớt mà chị tưởng cái kìa. Giống là chua vậy. Dạ. Hái đi cho lon. Hái. Chị nói hồi nãy chị nói với ông xã. Chị hiểu ăn không hái đi. À, cà chua ngon quá, ổng nói không phải cà chua. Dạ. Anh nói là cà chua hả? Không, chị nói trời ơi cà chua đẹp quá, không phải cà chua, ổng nói ớt. Dạ. Cà chớn chứ. Để đừng hư cây. À, chắc lại làm được. Giờ cái cây này cũng đã hư rồi. Tại mùa đông nó không. Đây nữa nè, có hư nó cái này nhưng mà cái này nó không ngon. Đèo quá. Cái này sợ trồng không. Cái này mới ngon đó. Đúng ha. Ngon dữ ha. Ngọt ha. Ăn luôn. Cái đó cũng ngọt lắm á. Bà Dung Hà. Bây giờ mình ăn ớt hết rồi. Hái lá ớt còn tranh thủ nấu canh này. Này đó, đây, mời chị. Thank you, I already eat it. Can I have one branch of the butter? Yes, yes, yes. I just used the teeny watermelon. Yep. No, you crumble. No, it kind of cooler melon. Cooler melon. Cái này gọi là cooler melon. Cook melon, cool melon. Yeah, kill a melon. Oh, this is fairly garden, huh? Yeah. This you can blend. I can blend this. Không, cái này chị không, nó chưa, nó chưa già lắm. Phải chờ già. Dạ. Mà chị lên trên Amazon mua một bịch á, mấy đô à, nên là trồng thoải mái lắm. Dạ. Cái trái bự bự là chị hái về, chị cắt làm đôi xong rồi chị trộn giống như salad vậy đó chị, ngon lắm. Được rồi em ăn thử. Trời ơi ngon quá. Nay biết được nhiều món lắm nha, nhiều thứ. Ở đây chứ không biết. Đẹp quá. Đẹp quá chừng luôn. Dạ. Chị ăn thử đây. Ăn thử. No. You try? No. I already tried. Yeah. No, okay. Good. Very good. Very good. Kathy, you try it. No, hello. What do you have for me? For everyone, cho mọi người. Wow. Cho mọi người. Cho mọi người. Ủa, mình đón đi.
mọi người bưng ra, bưng ra rồi lát nữa mọi người chia. Đây bưng ra cho. Đó. Còn ai bưng nữa không? Đó. Ok. Đây. Để dành. Đó. Được mấy trái à? Nói rồi ngồi ơi, con. Rồi đây. Mấy chị năm chị đúng không? Mấy chị kêu biết ăn không? Nè chị Hiếu đứng. Em chừa lại hai trái. Anh tặng mấy chị nữa. Hồi nãy là chị Hiếu có bầu, bây giờ chị Lan có bầu. Dạ đúng rồi. Có bầu, có bầu luôn. Bầu thả mấy trái bầu luôn. Bầu ngon lắm. Dạ. Đây là ba trái bầu của chị chủ tặng mấy chị đó. Rồi cái này là bầu vườn nhà của Nhung Hà. Đó, cái này thì Nhung Hà vừa mới hái tặng mấy chị, mỗi chị củ về ăn thử của lòng nhiều. Rồi mấy cái trái này thì ngày hôm trước hôm kia em hái rồi em để dành đó. Rồi em đợi mấy chị lên. Đó. Rồi mẹ đây là dưa leo em cũng hái mấy hôm trước rồi, cộng với ngày hôm nay cũng được đổ ha. Rồi cái này là chị hàng xóm á, hồi nãy mình qua hái lê đó. Chị cũng tặng em một mớ rồi em chia lại mấy chị rồi một nửa hay một nửa. Rồi rau củ, rồi ít ớt đó. Rồi ít lê chị cũng tặng em cũng để dành lại đó. Tặng mấy chị một rổ đậu. Mấy ngày trước nó bự quá rồi đó chị, nên em hái em để em dành cho tủ lạnh, tại vì biết mấy chị lên nên em để dành lại. Rồi trời ơi mấy chị em mình đẹp gái quá hả? The husband, the husband should come here. Everyone come here. That's good. Okay. Thank you. Thank you very much. Oh.